Đề xuất cấp sổ đỏ với đất không giấy tờ sử dụng trước ngày 1 tháng 7 2014. Nội dung đề cập tại dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được lấy ý kiến. Cụ thể, 1. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 2014 nhưng không có các giấy tờ theo quy định, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất. 2. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định nhưng không thuộc trường hợp vừa nêu thì được cấp sổ đỏ nếu có các điều kiện như sau: thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, không thuộc trường hợp lấn chiếm, tranh chấp đất đai phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.